Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt xin giới thiệu bạn set 5 đôi đũa Nhật Bản được sản xuất từ inox 304. Ở đây chúng ta sẽ có 3 mẫu, thứ nhất là mẫu inox trơn, không có hoa văn, màu trắng. Mẫu thứ hai là mẫu inox trắng, nhưng có hoa văn được in trên đây. Và mẫu thứ ba là mẫu inox trơn màu vàng. Thì đặc điểm của cái đũa inox Nhật Bản là chúng ta thấy nhất là nó rất là nhẹ và cầm rất là chắc tay. Mỗi một set thì có 5 đôi. Với cái đôi trơn thì có thể chỉ in chữ Japan ở trên này. Và đầu này thì có một chút hoa văn. Và các bạn thấy là việc cầm rất là chắc tay và tôi có thể cầm này để gấp, chứng tỏ là cái lực bám rất là tốt. Và vì là đũa inox nên chúng ta sẽ không lo bị mốc và rất là vệ sinh. Đây là set trơn, cùng là màu trắng, inox trắng nhưng mà có set là có hoa văn. Và trên này các bạn thấy là in thêm hoa văn. In thì chúng ta thấy có in cả cái thông số là thép 304 không gỉ. Phần đầu gắp cũng được in mã số rất tinh xảo và rõ nét. Ta sẽ thử gắp cái đũa phiên bản này xem sao. Cầm rất chắc tay. Và chúng ta thấy là tôi có thể gắp được hai cái đũa một lúc. Và cho thấy rằng là cái việc sử dụng đũa này cực kỳ đơn giản. Với cảm nhận cá nhân thì việc gắp này tương tự như là việc gắp bằng đũa tre, rất là tiện dụng khi dùng. Và phiên bản thứ ba đó là phiên bản màu vàng và không hoa văn, cũng là inox 304 nhưng là màu vàng. Và tôi sẽ thử gắp bằng phiên bản màu vàng này. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm đũa inox của Nhật Bản, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.